Hi, what is your favorite food? Xin chào các bạn, món ăn sở thích của bạn là gì? Trứng, cá, thịt hay là món nào? Bạn đã biết cách miêu tả món ăn trong tiếng Anh chưa? Nếu chưa biết, hãy cùng mình học trong video này nào. Bởi vì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về chủ đề các món ăn trong tiếng Anh. Chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Từ đầu tiên là thịt nạc, và thịt nạc trong tiếng Anh là lean meat. Lean meat là mình nào? E l lean n các bạn nhé. Lean meat âm tên này, meat, lean meat là thịt nạc. Và ta muốn nói là thực phẩm ông ấy khuyên dùng đó là rau, trái cây, thịt nạc, cá, các loại hạt, trứng. Thì chúng ta sẽ nói là foods he recommends are vegetables, fruits, lean meat, fish, nuts, eggs. Nói cho mình nào. U, foods. Bạn em cuối âm DZ này. Foods. Đúng rồi. Foods. He, e, recommends. DZ này. Mens. Trong từ men các bạn cao lên nhé. Mens. Recommends. Các bạn đọc nào. Foods. He recommends are vegetables. Veg mà chúng mua vegetables. Vegetables. U f r fruit. Fruit. Lean meat. Fish. Chúng bạn chúng mua fish. Nuts. Eggs. Gz này. Eggs. Chúng ta học nhanh nào. Foods. He recommends are vegetables, fruit, lean meat, fish, nuts, eggs. Quan đọc nào. Foods he, đúng rồi, recommends are vegetables, fruit, lean meat, fish, nuts, eggs. Tiếp theo là sườn, và sườn chúng ta anh là ribs. Nói mình nào. I r ribs. Em Z các bạn nhé. Ribs. Mà đọc nào. Ribs. Và bây giờ chúng ta muốn nói là anh ấy nấu sườn cừu cho bữa trưa chủ nhật. Thì cho các anh là he cooked rib of lamb for Sunday lunch. He cooked rib of lamb for Sunday lunch. Nói cho mình nào. He u cooked cá tê các bạn nhé. Cooked. He cooked it rib bird rib of lamb. He cooked rib of lamb for Sunday. Trong từ sang bàn cao lên nhá. Sunday lunch. Z này lunch. Rồi ta đọc nhanh nào. He cooked rib of lamb for Sunday lunch. Tiếp theo là sườn non, và sườn non hiện tại là spare ribs. Spare ribs là mình nào. Air s spare spare i r ribs. Spare ribs. Các bạn đọc nào. Spare ribs. Và ta muốn nói là tôi có thịt gà này, cá, rau, sườn non cho bữa tối. Thì chúng ta nói là I have chicken, fish, vegetables, spare ribs for dinner. Có thể mình nào. I have. Về các bạn nhé. Have. I have chicken. Chicken. Fish. Bạn chung môi à. Fish. Vegetables. And spare ribs for dinner. Chúng ta cùng nhau đọc nhanh nào. I have chicken, fish, vegetables, spare ribs for dinner. Các bạn đọc nào. I have chicken. Very good. Tiếp theo là thịt ba chỉ. Chúng ta anh là pork belly. Pork belly. Đó cho mình nào. O pork. Các bạn nhá. Pork e belly. Trong từ bè các bạn cao lên. Belly. Portobello. Bạn đọc nào? Portobello. Và các bạn hỏi là làm thế nào để bạn chọn cái ba chỉ vậy? Thì chúng ta sẽ nói là How do you choose Portobello? How do you choose Portobello? Nói thêm mình nào. How do you, bạn chung môi nha, choose, em dạy các bạn nhé, choose, how do you choose Portobello? How do you choose Portobello? Bạn đọc thêm mình nào. How do you choose Portobello? Tiếp theo là thịt lợn, và thịt lợn chúng ta anh là pork, nói thêm mình nào. Or pork, chúng ta bạn nhé, pork. Và ta muốn nói là anh ấy không ăn thịt lợn, thì theo bạn trong anh là gì? Đó là he doesn't eat pork. He doesn't eat pork. Các bạn đọc nào. He doesn't, thế bạn nhé, doesn't eat pork. He doesn't eat pork. Các bạn đọc nào. He doesn't eat pork. Vậy thì thịt bò cho anh là beef. Beef. Nói cho mình nào. E b b, và để âm f này. Beef. Beef. Bắt đầu nào. Beef. Và chúng ta muốn nói là chúng tôi đã có thịt bò cho bữa tối, thì chúng ta anh là we had beef for dinner. We had beef for dinner. Bạn đọc nào. We, đúng rồi, had, em đê các bạn nhé, had, we had beef for dinner. Bạn đọc nào. We had beef for dinner. Vậy thì thịt gà chúng ta anh là chicken. Chicken. Đó cho mình nào. Các bạn chung môi các bạn nhé, chicken. Đúng rồi, trong từ chicken các bạn to lên. Chicken. Chicken. Và ta muốn nói là con gà này không được nấu chín ở giữa, thì trong các anh là this chicken isn't cooked in the middle. This chicken isn't cooked in the middle. Nói mình nào. Eat this chicken, this chicken isn't cooked, các bạn nhé, cooked. This chicken isn't cooked in the middle. Trong từ middle các bạn cao lên, middle. Nói mình nào. This chicken isn't cooked in the middle. Vậy thì theo bạn đùi gà thì anh là gì? Đó là chicken drumstick. Chicken drumstick. Nói mình nào. Eat, các bạn chú môi nha, chicken drum stick, drumstick. Nói theo mình nào. Chicken drumstick. Và ta muốn nói là em bé không thích ăn đùi gà, thì trong tiếng Anh là the baby does not like eating chicken drumstick. The baby does not like eating chicken drumstick. Nói mình nào. The baby does, em dạy các bạn nhé, does not. The baby does not like eating, trong từ eat các bạn cao lên, eating chicken drumstick. The baby does not like eating chicken drumstick. Bạn nói nào. The baby. Đúng rồi. Tiếp theo là ức gà, và ức gà chúng ta anh là chicken breast. Chicken breast. Nói mình nào. Eat chicken. Breast. Bạn đến tướng ST các bạn nhé. Breast. Chúng ta đọc nhanh nào. Breast. Đúng rồi. Chicken breast. Các bạn nói nào. chicken breast. Và chúng ta muốn nói là tôi lăn ức gà ở trong bột, thì chúng ta sẽ nói là I rolled the chicken breast in flour. I rolled the chicken breast in flour. Và thế mình nào? I roll. Bạn em quên lời các bạn nhé. Roll. I roll the chicken breast in flour. Flour. Chạm từ flour bạn cao lên. Flour. Rồi ta đọc nhanh nào. I roll the chicken. I roll the chicken breast in flour. Các bạn đọc nào. Đúng rồi. I roll the chicken breast in flour. Tiếp theo là cánh gà. Và cánh gà tại là gì các bạn? Đó là chicken wing. Chicken wing. Thế mình nào? I. Mình chung môi nha. Chicken. Chicken. Wing. Người này. Wing. Chicken wing. Đó các mình nào? Chicken wing. Và bây giờ chúng ta sẽ nhặt được câu đó là tôi không thích cánh gà bởi vì không có nhiều thịt ở trên chúng. Thì chúng ta sẽ nói là I don't like chicken wings. There's not much meat on them. I don't like chicken wings. There's not much meat on them. Và cho thân mình nào. I don't like chicken wings. Wings. I don't like chicken wings. There's âm Z các bạn nhé. There's not much âm Z này. Much. Đúng là chú môi à. Much. There's not much meat on them. Chúng ta đọc nhanh nào. I don't like chicken wings. There's not much meat on them. Các bạn đọc nào. Đúng rồi. There's not much meat on them. Tiếp theo thịt cừu và thịt cừu sang Anh là lamb. Lamb. Với mình nào. Lamb. Lamb. Và ta muốn nói là thịt bò và thịt cừu được treo ở trong cửa hàng lạnh trong ít nhất một tuần. Thì chúng ta nói là beef and lamb are hung in a cold store for at least a week. Bây giờ đọc chậm nha các bạn, nghe nó thành mình luôn. Beef and lamb are hung, người này, hung tức là treo các bạn nhá. In a cold, LD này, cold store for at least, ST này các bạn nhá. Least, at least a week. Chúng ta vào nhanh nào. Beef and lamb are hung in a cold store for at least a week. Các bạn đọc nào. Beef and lamb. Đúng rồi. Are hung in a cold store for at least a week. Tiếp theo đó là thịt dê và thịt dê của Anh là veal. Veal. Nói mình nào. Veal. Và để em quên lời này. Veal. Và ta muốn nói là tôi đang đi chợ để mua thịt dê. Thì chúng ta sẽ nói là I am going to market to buy veal. I am going to market to buy veal. Và thế mình nào. I am going to. Going trong từ go bạn nhé. Going to market to buy veal. Bạn đọc nào. I am going to market to buy veal. Tiếp theo thịt vịt. Và thịt vịt trên Anh là duck. Đúng rồi, thay mình nào. Duck. Duck. Và ta muốn hỏi là chúng ta sẽ có gà hoặc là vịt cho bữa tối vậy. Chúng ta sẽ nói là we will have chicken or duck for dinner. We will have chicken or duck for dinner. Và thế mình nào. It will. Will we have chicken or duck for dinner? Will we have chicken or duck for dinner? Và đọc nào? Will, đúng rồi. We have chicken or duck for dinner. Tiếp theo là thịt sông khói, và thịt sông khói tại Anh là bacon. Bacon là mình nào? A, B, bacon. Trong từ bay các bạn cao lên một chút nhé. Bacon, bacon. Và bây giờ chúng ta sang nhà mặt câu đó là chúng tôi đã có thịt sông khói và trứng cho bữa sáng. Thì chúng ta sẽ nói là we had bacon and eggs for breakfast. We had bacon and eggs for breakfast. Chúng ta đọc chậm nào. We had, đây bạn nhé, had, we had bacon and eggs for breakfast. E b w e break first, e t bạn nhé, first, và âm từ break bạn cao lên breakfast. Chúng ta đọc nhanh nào. We had bacon and eggs for breakfast. Tiếp theo là thịt giam bông, trong tiếng Anh là ham. Ham, đây mình nào? Ham. Và bây giờ người ta muốn nói là xin vui lòng cho tôi một miếng thịt giam bông, thì người ta sẽ nói là please give me a slice of ham. Please give me a slice of ham. Đây mình nào? E P L, please. Give, về các bạn nhé, give me, please give me a slice, slice of ham. Please give me a slice of ham. Các bạn đọc nào? Please, đúng rồi, give me a slice of ham. Tiếp theo là xúc xích, và xúc xích trong tiếng Anh là sausage. Sausage, đó là mình nào? O S, sausage, và đến cuối mình giờ bạn nhé, sausage, và âm từ so bạn cao lên sausage, đó là mình nào? Sausage. Và bây giờ ta muốn đặt câu đó là cô ấy cắt một miếng xúc xích, thì chúng ta sẽ nói là she sliced off a piece of sausage. She sliced off a piece of sausage. Nói đến mình nào? E, còn chung môi à? She, I, S, L, sliced. Bạn đến cuối âm ST bạn nhé. Sliced. She sliced off a piece of sausage. Chúng ta làm nhanh nào? She sliced off a piece of sausage. Các bạn nói nào? She sliced off a piece, đúng rồi, of sausage. Tiếp theo là lạp sườn, và theo bạn lạp sườn tiếng Anh là gì? Đó là Chinese sausage. Chinese sausage, nói lên mình nào? I, bạn chung môi à? Chinese, Chinese of sausage. Chinese sausage. Và bây giờ ta muốn nói là tôi thích ăn lạp sườn, thì chúng ta sẽ nói là I love eating Chinese sausage. I love eating Chinese sausage. Nói mình nào? I, love, về các bạn nhé, love, I love eating Chinese sausage. I love eating Chinese sausage. Các bạn đọc nào? I love, rồi, eating Chinese sausage. Tiếp theo là mỡ lợn, và mỡ lợn chúng ta anh là lard. Lard, đây mình nào? Lard, lard, lard. Âm đi cuối bạn nhé, lard. Bây giờ ta muốn nói là bạn tổ chức sinh nhật với đậu đỏ này và mỡ lợn, thì ta sẽ nói là you celebrate your birthday with red bean and lard. Nói tên mình nào? You Celebrate, celebrate your birthday, birthday with red bean and love. Chúng ta cùng nhau đọc nhanh nào. You celebrate your birthday with red bean and love. Vậy là chúng ta cùng nhau xong phần đầu tiên của chủ đề món ăn trong tiếng Anh. Các bạn nhớ chép tất cả từ vựng này của sổ mình nhé, và hãy xem lại video được tập theo mỗi ngày. Và món ăn sở thích bạn là gì? Thì bạn hãy comment xuống video này nhé. Và bài học hôm nay đến đây kết thúc. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông để có thể nhận được những bài học mới nhất. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.